Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về lý thuyết của các loại tia, trong đó có tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia rentgen, các đặc điểm ứng dụng của chúng ra làm sao. Và thầy cho chúng ta tiếp tục đi vào phần ví dụ minh họa của bài ngày hôm nay nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ số 1. Ở cái bài tập ngày hôm nay, thầy chủ yếu giới thiệu các bạn đó là các ví dụ liên quan tới lý thuyết về các loại tia này. Một trong những bài tập mà một trong những cái dạng lý thuyết mà các bạn rất là sợ khi đi thi trung học phổ thông. Những cái bài tập về lý thuyết của các dạng này ấy, thì thầy đã rất là chuẩn bị rất là kỹ, nên là các bạn cùng chú ý nhìn đến đây nhé. Ví dụ số 1. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là. Chúng ta có 4 đáp án. Đáp án A, tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia rentgen. B, tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia rentgen, tia tử ngoại. C, ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia rentgen. D, tia rentgen, tia tử ngoại, ánh sáng tím và tia hồng ngoại. Thế thì để giải quyết ví dụ số 1 này thì thầy cho chúng ta phải nhớ được, các em phải nhớ được đó là cái thang sóng điện tử của chúng ta. Thầy cùng các bạn bắt đầu tay lại nhé. Ví dụ số 1 thì thầy vẽ lại cho các bạn cái thang sóng điện tử. Thang sóng điện tử của thầy bắt đầu bằng tia gì ạ? Đầu tiên tia gamma đúng không nhỉ? Tia gamma. Sau đó đến tia tia X. Sau đó đến tia tử ngoại. Tia tử ngoại. Sau đó đến gì ạ? Ánh sáng nhìn thấy. Sau đó đến gì ạ? Tia hồng ngoại. Và cuối cùng là đến sóng vô tuyến. Theo chiều từ trái qua phải thì bước sóng tăng dần. Lambda tăng dần. Lambda tăng dần đồng nghĩa với việc đó là F sẽ gì? Giảm dần. F sẽ giảm dần, được chưa? Đấy, thầy nhắc lại nhá. Đầu tiên là tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy. Với ánh sáng nhìn thấy này thì chúng ta sẽ có gì ạ? Bắt đầu xuất phát từ tia gì? Tím. Ánh sáng tím cho đến gì? Ánh sáng đỏ. Đấy, cái vùng như thế này. Ok chưa? Thế ta nhìn vào đây. Thứ tự theo bước sóng giảm dần. Giảm dần là phải từ phải qua qua trái đúng không? Thì lớn nhất của chúng ta xem nào. Ở đây ta có 4 loại tia thôi. Đó là hồng ngoại, ánh sáng tím, tử ngoại và tia rentgen. Hồng ngoại sẽ là lớn đầu tiên. Cho nên ta sẽ loại được đáp án C và đáp án D. Đúng chưa? Hồng ngoại sau đó đến ánh sáng đỏ. Ánh sáng tím cũng được, ánh sáng tím. Sau đó đến tia